tôi rất tự hào, quân y viện 120 đây Đồng Tháp, đây Mỹ Tho, nơi mảnh đất kiên cường anh dũng diệt thực dân đế quốc xâm lăng, nơi sinh ra quân y viện anh hùng. Chiến sĩ quân y những người lính Bác Hồ vượt muôn ngàn gian khó trong kháng chiến trường kỳ, diệt thực dân đế quốc, giữ đất nước hòa bình, giữ gìn nơi biên giới, 10 năm trên đất bạn làm nhiệm vụ quốc tế. Cường anh dũng diệt thực dân đế quốc xâm lăng, nơi sinh ra quân y viện anh hùng. Chiến sĩ quân y những người lính Bác Hồ vượt muôn ngàn gian khó trong kháng chiến trường kỳ, diệt thực dân đế quốc, giữ đất nước hòa bình, giữ gìn nơi biên giới, 10 năm trên đất bạn làm nhiệm vụ quốc tế. Thực dân đế quốc xâm lăng, nơi sinh ra quân y viện anh hùng. Chiến sĩ quân y những người lính Bác Hồ vượt muôn ngàn gian khó trong kháng chiến trường kỳ, diệt thực dân đế quốc, giữ đất nước hòa bình, giữ gìn nơi biên giới, 10 năm trên đất bạn làm nhiệm vụ quốc tế. Xâm lăng nơi sinh ra quân y viện anh hùng. Chiến sĩ quân y những người lính Bác Hồ vượt muôn ngàn gian khó trong kháng chiến trường kỳ, diệt thực dân đế quốc, giữ đất nước hòa bình, giữ gìn nơi biên giới, 10 năm trên đất bạn làm nhiệm vụ quốc tế. Quân khu 9 à.
quân y 120 cục hậu cần quân khu